Rồi bên em về thêm một cặp nha, một con Isiki 295 và một con Isiki 357 và con 287 này đẹp lắm này. Và những con mấy bên em đang có. Đẹp tuyệt vời nhá. Thì sẽ có video đi sâu về nó. Đang trong quá trình làm có đâu vô đó. Chạy hơn 800 giờ thôi này. Bên em cái con đấu giá về đẹp lắm. Con Isiki. Luôn nha. Thì chưa có video gì chi tiết đâu, mọi người coi thông cảm. Chỉ cho coi sơ qua sơ bộ bếp kim nha. Bếp kim. Bốn máy bếp kim. Rồi. Đến con này. Một cặp nhá. Về được thỉnh thoảng về cặp đẹp. Làm cho mọi người coi sơ. Rất là đẹp. Con máy gần như tuyệt đỉnh. Hai chín năm. Bắp kim luôn nha. Những con này đều chạy động cơ ECU. Đều chạy động cơ ECU. Rất là đẹp. Rồi làm video ngắn thôi nha. Cáo sơ qua. Để mọi người biết bên em cập nhật thêm những cái con xe mới về. Chạy hơn 1000 giờ. Nhưng mà xe đẹp. Tuyệt đỉnh nha. Rất là đẹp. Nội thất em là miễn bản. Đang trong quá trình dọn dẹp nha. Con này là cabin gió nha. Đấy.